sau thắng lợi 3-0 đầy ấn tượng trước đối thủ PSM Makassar ở lượt trận gia quân, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ bước vào màn so tài với Hougang. Và liệu những thử thách trên sân khách liệu có thể làm chùn bước tiến của thầy trò ông Chu Đình Nghiêm? Vào lúc 19 giờ tối hôm nay ngày mùng 5 tháng 10, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại đấu trường AFC Cup mùa này, gặp đội bóng chủ nhà Hâu United, nhà vô địch bóng đá Singapore. Sau thắng lợi tương bừng 3-0 ở ngày gia quân, có thể nói là vào lúc này thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang hừng hực khí thế chiến thắng trước khi bước vào trận đấu tiếp theo. Với việc rơi vào một bảng đấu dễ thở, cơ hội đi tiếp của đội bóng chủ sân Lạch Tray đang được đánh giá là rất lớn. Trong số 3 đối thủ của Hải Phòng tại bảng H là Hougang United nhà vô địch quốc gia Singapore, Saba từ Malaysia và PSM Makassar Indonesia, dường như bại tướng PSM Makassar chính là đối thủ đáng gờm nhất với đại diện V-League. Ở 3 mùa giải gần nhất, đội bóng này đều lọt vào bán kết và có một lần trong số đó tiến tới chung kết khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, hầu đội bóng đang bị đánh giá thấp nhất. Thực tế, câu lạc bộ này chỉ được xếp vào mức trung bình của giải vô địch quốc gia Singapore, đứng thứ 5 phần 8 ở mùa giải trước. Vào thời điểm hiện tại, phong độ thi đấu của Hougang United cũng đang là khá tệ hại. Ở ngày ra quân, đại diện của bóng đá Singapore đã để thua với tỷ số 1-3 trước Sabah. Trong 5 trận gần đây, họ chỉ có được một trận hòa. Đáng chú ý. Họ ghi được 5 bàn nhưng để thủng lưới 23 lần. Thành tích thi đấu tệ hại chính là lý do kéo Hougang rơi xuống vị trí xếp thứ 6 phần 8 đội tham dự trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Singapore. Đó cũng là lý do thầy trò huấn luyện viên KRL không được đánh giá cao trong việc giành điểm với Hải Phòng, mặc dù đang nắm trong tay lợi thế sân nhà. Trong quá khứ, Hải Phòng với Hougang chưa từng đối đầu nhau, tuy nhiên so sánh tương quan trình độ giữa bóng đá Việt Nam và Singapore thì có thể thấy là Hải Phòng đang được đánh giá cao hơn. Và nếu duy trì được phong độ cao, cộng thêm việc sẽ có được sự phục vụ của chân sút ngoại lục áo sau khi bình phục chấn thương, thay cho ông Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có thể dễ dàng giành thêm 3 điểm trong màn đối đầu tới đây. Gặp Hougang United từ Singapore ở lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Cup, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đặt quyết tâm giành 3 điểm dù phải thi đấu trên sân khách. Câu lạc bộ Hải Phòng tham dự AFC Cup sau khi thất bại trước Incheon United ở vòng play-off AFC Champions League, đấu trường hạng dưới phù hợp hơn với thực lực của đại diện Việt Nam các đối thủ ở bảng này không khó đối với câu lạc bộ Hải Phòng. Đội bóng đất cảng vừa thắng đối thủ được đánh giá là mạnh nhất ở bảng này, PSM Makassar đến từ Indonesia ở trận gia quân. Các học trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm kiểm soát tốt trận đấu và dễ dàng ghi 3 bàn. Hải Phòng giành chiến thắng trong bối cảnh họ mất Phạm Trung Hiếu, Triệu Việt Hưng vì chấn thương, trong khi tiền đạo lục áo ngồi ngoài do vấn đề về thể lực. Ở chuyến làm khách lần này, trừ Trung Hiếu, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ có sự trở lại của hai trụ cột còn lại. Sức mạnh của đội bóng đất cảng sẽ được gia tăng đáng kể. So với câu lạc bộ Hải Phòng, Hougang có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều hơn. Tuy nhiên, đại diện của Singapore không được đánh giá cao. Mùa trước, Hougang United ở cùng bảng với một đội bóng Việt Nam là Viettel và không thể giành quyền đi tiếp. Hougang United là đội bóng tầm trung của Singapore. Mùa trước ở giải vô địch quốc gia, họ xếp hạng 5 trên 8 đội tham dự. Đội bóng của huấn luyện viên Marco Carragher -E có phong độ không tốt khi không giành chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Câu lạc bộ Hải Phòng chưa gặp Hậu United trong quá khứ. Tuy nhiên, so sánh tương quan giữa hai nền bóng đá và phong độ hiện nay, đại diện của Việt Nam đủ sức lấy 3 điểm ngay trên sân khách. Từ những phân tích trên dự đoán trên sân nhà Hậu United sẽ thất thủ không hai trước Hải Phòng.